Công an Bảo Lộc truy tìm người tung tin giám đốc quỹ tín dụng bể nợ. Công an thành phố Bảo Lộc xác minh, điều tra làm rõ những người liên quan đến việc tung tin thất thiệt sai sự thật, cho rằng bà Đỗ Thị Yên bị vỡ nợ đang bỏ trốn khỏi địa phương. Chiều ngày 22 tháng 4, Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã tập trung điều tra. Xác minh làm rõ người tung tin đồn thất thiệt về việc bà Đỗ Thị Yên, giám đốc quỹ tín dụng nhân dân, TĐND, phường 2 vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Theo đó, các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Bảo Lộc và Công an các phường, xã trên địa bàn đang tập trung làm việc với một số đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư để xác minh, điều tra làm rõ những người liên quan đến việc tung tin thất thiệt, sai sự thật cho rằng bà Đỗ Thị Yên bị vỡ nợ đang bỏ trốn khỏi địa phương. Từ đó, làm rõ những động cơ, mục đích của người tung tin thất thiệt để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cơ quan công an cũng đang vào cuộc nắm bắt thông tin dư luận có hướng xử lý nghiêm những người cố tình kích động, lan truyền thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân bà Đỗ Thị Yên và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân phường 2 nói riêng, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói chung. Như pháp luật online đã thông tin, trong hai ngày 20 và ngày 21 tháng 4, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc xuất hiện tin đồn thất thiệt bà Đỗ Thị Yên, giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phường 2 vỡ nợ, bỏ trốn khiến nhiều người dân đổ xô ra quỹ tín dụng nhân dân phường 2 rút tiền. Cơ quan chức năng làm rõ là thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng và khẳng định bà Yên vẫn đến cơ quan làm việc bình thường.